Đường đi hướng Biên Hòa tới Đại học Quốc tế có thể quẹo vào làng đại học như trên biển báo hoặc chạy đến chân cầu vượt Linh Xuân và quẹo qua quốc lộ 1A. Đi thẳng đến vòng xoay 621 là thấy trường. Chuyện tình ngày ấy không sao quên được. Giờ hai ta ở hai nơi, lòng người có nghĩ đến bao giờ? Lúc trước anh ra đi là có lý do. Nếu biết trước tương lai anh đã chẳng yêu em, nhưng con tim anh đây thật không sao quên được em người ơi. Nước mắt đã rơi vì nhớ em, mong em trong từng đêm vắng, mong cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng em đêm hôm nào. Gọi tên em trong đêm.